Xin chào các bác, ra đến Côn Đảo đây rồi. Mấy anh em tôi vừa ra Côn Đảo thôi, lát chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé, vì bây giờ đã tìm chỗ xe cô đã. Nắng đẹp rực rỡ nhỉ. Ôi xoài ngoài này nhiều lắm anh Huân. Tân nhìn ở đây nhá. Nói về hoa giấy. Các bác thân mến, từ nãy giờ thì xuống sân bay thì nó cũng đang hơi đông và cũng hơi vội vì là xe đang chờ sẵn rồi. Anh em tôi giờ đang di chuyển đi vào trong gọi là thị trấn Côn Đảo anh, đúng không, thị trấn nhỉ, vào trong Côn Đảo. Vì năm ngoái chúng ta có một cái chuyến đi câu biển ở ngoài Phú Yên ấy thì cũng rất là vui, nhưng mà tôi say gần chết. Năm nay là anh Hùng dâu động viên mãi mà thôi, say là anh mua thuốc cho đầy đủ, thuốc xin cắn vào phát là tỉnh. Đi thôi. Chỗ này bốp này, so dích được luôn này. Lúc lúc còn nó đứng. Còn thùng đầu cũ để trong bàn trong một đồng hồ. Đây là đường hoang luôn đấy. Chợ Côn Đảo. Xin chào các bác, tôi đang đi ra chợ mua ít mực. Mực để vì tí mình đi lên thuyền luôn, không kịp câu mực để làm mồi câu ấy. Tôi với anh Hùng đang hai anh em đi tìm mua ít con mực, mực để làm mồi câu. Thì ra Côn Đảo này có một cái cực kỳ này là khẩu trang hiện tại giờ đang phải đeo vì đang có cái trường hợp là vẫn là trong trường hợp dịch ấy. Khẩu trang là 300 mà anh Hùng. Khẩu trang chủ không mũ 300. Khẩu trang không đội không đeo là mấy phạt 3 triệu. Mũ bảo hiểm mà không đội là 300. Ở đây mình vẫn có đội mũ bảo hiểm theo nhỉ. Quên. Bỏ lại xe đã. Nên là ra đây khá là nghiêm luôn. Đội mũ bảo hiểm đàng hoàng. Mình đang đi vào chợ Côn Đảo đây. Sầu riêng các kiểu luôn. Hoa quả. Đi vào đây. Ôi con này là cá ấy anh.
Mú à? Mó mó à? Mó xanh. Mó xanh. Hôm nay trước có được anh Đồng cầm về sao nhỉ? Còn mấy con mình ăn tỏi đúng không? Con này ăn tỏi ngon. Không, bà là con Napoleon. Cá mực Napoleon không? Mực bao nhiêu anh ơi? Ăn dở ra mực đó, 1, 2, 3. Không. Vùng biển thì hải sản khá nhiều quá, đa dạng. Đây anh tôi đang mua ít mực, mực để mình mang đi câu đây. Đi câu hả? Ừ. Đẹp con nhỏ đi anh. Đầy đủ đầu tiên nhá. Đây con cá mó đẹp. Con này lụa cắn không? Con mực cắn không? Đó. Con này thích ăn nhất là ghẹ. Ghẹ á? Đấy là cái phóng. Hai ký đâu. Bớt con to lại nhá. Con gì? Cá mập. Cá mập gì? Cá mập nhỏ. Nó không to được anh, con này chỉ bé thôi à? To nhất chỉ 3 cân 5 cân. Con này là con gì anh Hùng? Anh Hùng. Con Trinh à? Trinh bông. Trinh bông à? Hồng đấy, con này chân hồng đó. Bú hồng à? Bú đỏ. Bú đỏ. Bú đỏ. Cá ngon nhỉ. Từ từ, đợi em tí em đi vòng vào ngày khác. Ôi. Ui. Con này đẹp nhỉ. Không bạc, không bạc. Không bạc à? Ô, cá bớp bé xíu. Đâu, bớp đâu? Đây. Ngoài Bắc gọi là cá giò. Giò. Đây là cá bớp. À, đây. Cá ngoài Hải Phòng bán cá bà đúng không? Cá bà, ông và cá giò. Mú, đây mới là mú này nhỉ. Mahi, mahi này. Mahi đúng. Mahi là cái con này này. Con này gì? Ờ, mahi, mahi. Con này to chứ nhỉ, con to lắm nhỉ. Ông thấy ai lấy cho ông ký một cọp ơi. Ghẹ. Anh Hùng ơi, lấy cả một bánh xe phòng tắm. Lấy cả một bánh xe phòng tắm nhá. Chợ Côn Đảo khá là thú vị các bác ạ, rất nhiều loại cá nhưng mà đa phần là cá ngon ấy. Tôi thấy các những cái con cá mà trong đất liền không nhiều lắm anh Hùng nhỉ. Ví dụ như ra chợ Cát Bà cái con cá kiểu ít hơn, không có những con cá kiểu kia đâu. Thế ra đây thì khá nhiều nhưng có một cái đặc biệt các bác, ra đây giọng miền Bắc rất là nhiều. Các cô các chú bán hàng ở chợ này giọng miền Bắc. Rồi, người miền Bắc rất là nhiều nhá. Dân Nam Định. Không hẳn chỉ là người miền miền trong mình đâu, là ngoài miền Bắc rất là nhiều. Tôi thấy giọng của các cô bán hàng ấy toàn miền Bắc. Nãy cái cô bán cạnh ngồi con mực cũng là người miền Bắc. Thôi đi về khách sạn xong mình ăn uống nghỉ ngơi xong rồi tí đi. Ôi này. Mũ của Tân à? Mũ của Tân luôn này. Mượn đi mà các bác. Cái
anh khổ qua nữa. Cành tỉnh người đấy. Cành ngon, cành chua. Nhưng có vẻ hơi ngứa mồm đấy anh Đạt ạ. Em ăn cảm giác hơi ngứa nha. Anh không dạy anh em, anh nhìn này là dòng mồm người ta không bóp. Chết rồi. Nhưng anh uống nước cũng thế thôi. Thì nói cho nhiều. Ừ. Kệ mẹ. Nó ngứa mồm tí nữa nó mới xuống tiền đấy mày ạ. Ra đây được chạy quả xe điện hơi bị sướng hơn các bác ạ, nhiều đồ. Đây, anh em tôi đang từ khách sạn ra bến tàu để lên tàu đi ra câu biển. Thì vừa nãy quán cơm ở đây rồi thì nói chung món ăn tôi chỉ ăn qua loa ngay thôi chứ không có nhiều món ngon. Thế là món ăn đây thì nó hơi ngọt ngọt một chút so với lại khẩu vị của mình. Còn đây đẹp lắm. Chỉ có đi câu nước ngọt là chính thôi, câu biển thì thi thoảng năm được trận hai trận thôi. Nước xanh le đẹp thế. Anh liên lạc cái anh đó lại. Đây gọi là bến gì em? Ở đây gọi là bến Đầm. À, đến nơi rồi các bác, bến Đầm. Ông em tài xế này cũng xem kênh Hoàn Phúc Hoàn Cam nhá. Dân câu luôn, thiện chiến luôn. Đến nơi rồi. Đây, đang đợi chờ đây một tí. Cái này cái gì nhỉ? Bây giờ chúng tôi đang phải chờ bác cái ghe nhỏ nhỏ kia phải vào đây đón tôi ra tận ngoài kia vì tàu lớn nó nằm ngoài kia cơ, thuyền lớn ấy. Chứ không phải mấy cái này đâu. Đi cái thuyền nhỏ kia ra ngoài kia đã. Bốc đồ ra. Hết rồi, đi thôi. Hành lý ở đây các bác chúng tôi lên cái tàu nhỏ nhỏ này chạy ra ngoài khơi rồi đây. Chạy ra ngoài kia đi tàu khác. Ui dồi ôi, lên đến tàu đây rồi. Điện chưa? Xong hết rồi. Đang bằng anh à? Vâng. Các bác thân mến, bây giờ là đúng là bây giờ mới lên được đến tàu để đi câu. Hôm nay thành viên tất cả là có 6 anh em, 3 anh em tôi với lại 3 anh em trên thuyền nữa là 6 người. Ta sẽ đi chuyến này nó rơi vào khoảng tầm 3, 4 ngày, 5 ngày tùy nha. Đấy, đồ ăn đấy thôi. Mình đi thử một vòng nha các bác. Hiện tại giờ nó đang hơi gió, tôi không biết là ghi âm thế này nó có bị gió quá không. Đây là cái khoang đi lại của thuyền. Những cái thuyền này thì không giống như năm ngoái tôi đi là có cái mái che bằng cái vải chống nắng.
cái lớp lưới kia đấy, thuyền này không có. Đây có một cuộn neo rất là to. Còn ta vào đây là khoang lái của thuyền trưởng. Anh em thì ngủ trên này hoặc là ngủ ở dưới kia thì tùy ý. Còn cái phần đuôi này là ngồi vừa câu vừa nấu nướng ở đuôi này. Khoang máy ở dưới này. Cháy mất bao lâu anh? 30 phút à? À anh Hùng bây giờ ra đồ câu luôn các bác ạ. Ok. À, đưa cây thuốc cho anh Lễ kìa. Toàn thanh niên to đầu nhưng mà lại chơi đồ chơi trẻ con. Hôm nay thì tôi không câu các bác, tôi chỉ có ngồi để nhặt cá hộ các anh thôi. Các anh bảo là ra đi với các anh không phải lo cá. Mình cũng tự tin như thế. Rồi thế thôi, tôi có một cái cần của tôi đấy, tôi mang theo để câu mực. À, câu mồi thật. Đấy, chơi cái này này. Chơi con to này. Còn mau. Anh em đang chuẩn bị đồ câu luôn các bác ạ. Thuyền chưa nổ máy nhưng mà chuẩn bị hết rồi. Đồ câu, máy câu. Xem quả máy khủng bố đâu nhỉ? Khủng bố xanh xanh. Ở đây, con này con gì anh Hùng? Tai qua gì đấy? Satiga. Satiga. 6.000 à? 60.000 chứ? 6.000. 6.000 à? 6.000 này nó tương đương với 20.000 của 20.000 của Shimano. Câu. Cái này cái này anh vào vội anh chưa ấy được. Anh Quấn hôm qua là không có ấy. Còn đây cần câu mớ tổng cũng mang mấy cái anh Hùng cần đấy, 6 à, 6-7 cái. Cái này vứt chỗ nào cho anh, cái này nào phải đâu, cứ vô hết đi. Vô có mấy chục ký mà quải. Tàu chuẩn bị di chuyển đi đến điểm câu các bác ạ. Ngoài trời thì khá là gió. Chúng tôi đang phải ngồi trong này một tí. Tôi lắp cái microphone này này. Đây, lắp cái mic này vào để may ra còn chống được gió này chứ trời gió quá. Luôn các bác ạ. Tôi không chuẩn bị cái gì cả, mình tập trung vào quay phim thôi. Còn anh em đang chuẩn bị đồ đằng sau này để được tí nữa mình câu. Thuyền chạy vòng quanh đảo đấy các bác. Lần này chúng tôi đi câu thì không như bên Phú Yên. Tức là ngày xưa đi Phú Yên, năm ngoái Phú Yên ấy, mình đi hẳn ra ngoài cách bờ là 100 km. Nhưng mà năm nay chúng ta quay câu quanh đảo Côn Đảo thôi. Thì hôm nay có cái là sóng cũng rất là dữ dội đấy. Cũng bốc phết, cũng phê đấy. Thì anh em hôm nay vẫn chơi món rig. Với thứ hai là có cái món câu đáy, gọi là câu bằng mồi thật. Chính là cái con mực mà lúc trưa thì tôi với anh Hùng, lúc sáng thì tôi với anh Hùng có đi ra chợ Côn Đảo để mua ấy.
Đây, mùi mực. Ném xuống. Ngâm. Chơi hẳn con Sandiga kia. Đây, cục chì, cho anh mượn cục chì này cái. Xôi, cục này mấy lạng em? 3 lạng à? À đấy. Giờ thuyền neo các bác ạ. Thuyền neo và sóng cũng khá là trọng trành thuyền. Cái này khả năng con này sẽ lên cá đầu tiên. Anh Hùng với lại anh Đạt đang có một kèo nha các bác nhá. Ai lên con cá đầu tiên được 1 triệu. À, ai lên con cá to nhất của buổi ngày hôm nay cũng được 1 triệu anh Đạt. Thế là em lấy 2 triệu à? Đúng rồi. Chơi luôn. Hùng Dâu giờ đang rất máu, mất 2 triệu về về vợ cắt ấy ngay. Cắt dây câu. Mình sẽ chờ xem là ai sẽ lên con cá đầu tiên các bác nhá. Hôm nay có 2 cần rích này. Có 1 cần công ngâm này đang oánh rồi này. Anh Đạt đang oánh góc kia. Tôi đứng làm tổ trọng tài thôi. À mình phục cái cần này. Phục cái canh đó. Phục ôm cái cây cần này các bác nhá. Ôm cây ngâm đáy này nha. Hai chục mét đấy.